của chị đây ạ. Lúc nãy chị cũng kiểm tra xong rồi, em bàn giao nhé. Chị vừa chuyển 22 triệu cho em rồi đấy. Em nhận được rồi, dùng luôn rồi chị ạ. Mà em bảo này, từ giờ lúc nào chị cần máy xách tay từ store của nước ngoài ấy, chị cứ nhắn cho em có sẵn luôn. Mà chị thích bao nhiêu em cũng order được cho chị. Ừ, chị cảm ơn nhé. Nhân dịp anh thành lập công ty mới, em tặng cho anh cái điện thoại này đây. Ủa thế à? Anh xin nhá. Ôi giời, quý hóa quá. Này, điện thoại đâu? Đấy. Điện thoại đâu mất rồi? Rõ ràng là hôm nay em thấy cậu ta để điện thoại ở trong này rồi mà. Ôi giời ơi, cái hộp giống to tướng có lỗ thủng như này thì bảo sao nó không bị rơi. Thế đâu nhở? Ôi giời, bị em bị lừa rồi. Lại còn bày đặt thì tạo bất ngờ cho nhau lắm chuyện. Đi thì có đi một mình nhá, để người ta lừa cho. Ngu chưa? Không, chắc là nhầm lẫn gì đấy thôi. Để em gọi hỏi lại. Còn hỏi cái gì nữa, bị lừa là cái chắc rồi. Không nghe đúng không? Nó lừa cho còn dám nghe nữa. Thì bỏ xuống đi, không phải gọi nữa, nó lừa rồi. Bực cả mình, mất hai mấy triệu đổi lại những hộp không như này à? Này anh, mình còn đi ăn nữa cơ mà. Em đặt bàn rồi. Thôi, không có tâm trí nào mà ăn nữa đâu. Bỏ thế à? Mà em đi về nhà đi. Mà ra ngoài đường đừng có nhận là người yêu của anh. Người gì mà cứ ngơ ù càng cạc ấy. Đầu óc bảo ở trên mây ấy. Thấy anh đỉnh không? Điện thoại này còn nguyên mà cuộn được 20 củ. Công nhận đỉnh. Cứ với cái đà lừa người như này, chả mấy chốc mình thành đại gia. Xong rồi u. Trời ơi mẹ kìa, đúng là ngốc. Cái trò lừa đảo mà anh lừa nhiều rồi, bao nhiêu người mắc mưu rồi. Mà cả cái thành phố Hà Nội này chả có chỗ nào chưa lừa cả. Bây giờ mà làm tiếp có khi đi to ấy. Thế bây giờ không làm như thế, thế chả nhẽ hoàn lương à? Hoàn lương làm sao được. Đâm đầu vào con đường này rồi, không thể hoàn lương. Sắp tới anh sẽ làm một vố thật lớn, cũng được cả một đống tiền. Thế nên là anh còn phải thuê cả con Lexus để lừa người ta đấy. Nhưng mà nên lừa người sao thuê xe xịn như thế làm gì? Đúng là chán em thật. Bây giờ mình muốn lừa người ta đúng không? Muốn người ta đưa cho mình nhiều tiền thì mình phải tỏ ra mình là một người cực kỳ nhiều tiền. Để lúc đấy nói cái gì nó cũng tin hết. Mà thôi em không phải quan tâm, cứ làm theo kế hoạch của anh là được. Sao rồi em? Cơm nước xong chưa? Xong hết rồi. Nhưng mà hôm nay là đối tác quan trọng à? Sao anh mời về tận nhà thế? Đúng rồi. Một công ty đầu tư đang quan tâm đến dự án của công ty anh. Bên ấy cam kết lợi nhuận dự án nếu như anh hợp tác với bên đấy, thấp nhất là 200% đấy. Thế nên là anh mới tiếp đãi người ta sao cho cẩn thận. Chẳng có dân kinh doanh nào mà chắc chắn là có lãi, chứ đừng nói là lợi nhuận lên đến 200%. Anh xem lại thế nào đi. Chứ em là em thấy hơi ảo ảo rồi đấy. Em biết cái gì mà dạy khốn anh về kinh doanh. Anh ngồi nhà chơi ạ. Mời ngồi. Là anh à? Hai người quen nhau à? Hắn ta chính là kẻ đã lừa tiền của em. Cháo điện thoại rồi đưa hộp không cho em đấy. Em nói cái gì vậy? Cô có nhầm lẫn gì ở đây không? Tôi đường đường là giám đốc của một công ty, sao tôi lại lừa cô được? Tôi không nhầm, anh có hóa thành cho tôi cũng nhận ra anh. Thôi đi, anh Hùng đây là giám đốc, anh đầy tiền đấy, đi xe hơi bạc tỷ, đồng hồ thì vài trăm triệu. Người như anh ấy làm gì có chuyện mà đi lừa em mấy chục triệu tiền mua điện thoại. Hắn ra là kẻ lừa đảo mà, em không nhầm đâu. Trả lại tiền cho tôi ngay đi. Anh đừng bảo em, thôi đi mày. Được rồi, hai vợ chồng đang có việc riêng thì giải quyết đi nhá. Hùng khát thật. Không, anh cứ ngồi xuống đã. Cái chuyện này nhỏ mà, anh cứ để em giải quyết. Em không giúp anh về việc kinh doanh thì thôi, chị im đi. Mà em nói thật mà, hắn ta là kẻ lừa đảo đấy. Có khi hắn ta đang tính lừa anh đây đấy. Tôi bảo cô im mồm đi mà. Biến. Đi. Em xin lỗi anh nhé. Không sao. Mà tôi vẫn hơi thắc mắc.
Tại sao ở cương vị của cậu, cậu lại có thể yêu được một người phụ nữ như thế này nhỉ? À, chả là em với cô ấy là yêu nhau cũng lâu rồi, nhưng mà cô ấy ít giao tiếp bên ngoài, thế nên là... Đúng rồi, vấn đề nó ở chỗ đấy. Bây giờ cậu yêu, cậu phải chọn một người ta vừa tài giỏi, người ta là hậu phương cho mình, hiểu không? À đúng rồi, đây là bạn của tôi. Cô ấy cũng là CEO của một công ty. Nếu như cậu thích thì tôi giới thiệu cho. Một người con gái vừa xinh đẹp vừa tài năng, người như vậy mới có thể hỗ trợ được cho cậu. Cậu đã biết đến cái câu giàu vì bạn, sang vì vợ chưa? À, dạ, nhưng mà... Nhưng cái gì nữa? Tôi vừa nói xong. Nếu như mà anh thích ấy, thì tôi sẽ giúp hai người làm quen với nhau. Mà nói thật, nếu mà cậu yêu được bạn của tôi ấy, thì có khi là vừa yêu xong thì bạn tôi giúp cho công ty cậu phát triển, giúp vốn cho cậu cả chục tỷ để cậu đầu tư đấy. Dạ. Thật đấy ạ? Trông tôi có giống đang đùa không? Tôi thấy cậu hiền lành tử tế, nên là tôi mới giới thiệu thôi. Chứ còn những đối tác khác ấy, không có đâu. Mà thôi, tí nữa tôi gửi số điện thoại cho, rồi làm quen sau. Còn chuyện hợp đồng hôm nay thì chắc để hôm khác. À, dạ dạ. Tôi về đây, không cần tiễn đâu. Vâng, thế em cảm ơn anh nhá. Ôi dồi ôi, vài chục tỷ cơ à? Nhanh giàu lắm nhá. Em xin lỗi nhá, dạo này bận công việc quá, nên là phải mời anh lên công ty như này. À, không sao đâu em, nhân tiện thì anh cũng muốn được ngắm cái vẻ đẹp trí thức của em khi đang làm việc mà. Anh ấy chỉ được cái dẻo mồm thôi. Mà nói thật, ngoài việc bận để mở công ty mới ra thì em cũng đang tìm mấy công ty có triển vọng để đầu tư. Chứ không thì em cũng mời anh đi ăn rồi. Thật không ngờ anh lại quen được một cô CEO tài giỏi, thông minh như thế này. Đây cũng là một diễm phúc lớn của đời anh ấy. Anh chỉ nói quá thôi, chứ em thấy em cũng vẫn còn nhiều thiếu sót mà. Đúng là tay giám đốc có khác. Khí nhiều quá thì bị chai ngón trỏ rồi đây này. Hôm nào qua phòng anh cũng mấy bài massage hay lắm. Anh sẽ massage cho em. Nhưng mà qua phòng anh là chỉ có em với anh thôi đúng không? Cô là ai? Sao lại đi ra từ phòng ngủ của người yêu tôi? Này, cô mù mà không nhìn thấy. Cô ngu thật hay là giả ngu đấy? Anh Tuấn, như này như nào? Mấy ngày qua tôi quên chưa nói với cô, đây là My, người mà tôi yêu. Anh đúng là cái đồ tệ bạc đấy. Anh còn chưa chia tay với tôi mà anh đã đi tìm người khác để thế cho tôi rồi à? Cô thử nhìn lại mình xem có xứng với giám đốc như tôi không. Tôi vừa đẹp trai, tài giỏi, lại còn giàu có nữa. Còn cô thì sao? Ngoài cái thân xác khô sơ này, mặt quá. Sao? Cậu thấy tôi đối xử tốt với cậu không? Tôi kiếm được cho cậu một cô người yêu vừa xinh đẹp lại còn tài giỏi nữa. Tôi đố cậu tìm ở trên thế gian này được một người phụ nữ nào sẵn sàng đầu tư cho cậu cả chục tỷ như thế. À mà anh này, ngân hàng vẫn chưa có chuyển khoản cho em à? À, anh bảo kế toán ra ngân hàng chuyển tiền rồi đấy, chắc là cũng sắp tới rồi. Anh nhận được 10 tỷ rồi, cảm ơn anh nhé. À, anh đã thế chấp căn nhà này và công ty của anh để mà rót vốn vào dự án lần này. Bây giờ chỉ cần công ty em rót vốn nữa thì dự án lần này bắt đầu triển khai rồi. Vốn của anh là 20%, vốn của em là 80% đấy. Ơ, hai người sao lại thế này? À, em ôm người yêu của em ấy thì có gì đâu. Quên mất, chưa giới thiệu với anh Hùng là người yêu của em. Còn anh ấy chỉ là công cụ để chúng tôi lừa tiền thôi. Thì ra chúng mày lừa tao à? Nói thế mà anh vẫn chưa hiểu à? Cái con số mà tôi đưa ra cho anh ấy cũng chỉ là con số khống,
nhằm dụ anh đưa hết tài sản ra thế chấp thôi. Còn cái hợp đồng ảo của một công ty ma. Các người dám lừa tôi. Thì có làm sao? Bọn tôi lừa bạn một tí, bạn làm gì có phải căng. Việc bạn cần làm bây giờ là nai lưng ra đi làm mà trả nợ, bạn biết chưa? Đi ra em. À quên, để tôi tặng bạn một câu nhé. Làm người kinh doanh không những là phải có đầu óc, còn phải có mắt nhìn người nữa. Giống như Linh, người yêu cũ của bạn ấy. Cô ấy nói đúng mà. Biết đúng cái gì không? Cái chuyện điện thoại. Chó. Được lắm. Bà sẽ không để vụ này yên đâu. Anh Tuấn. Các anh ơi, các anh tha mạng cho tôi. Các anh cho tôi dư một hai ngày tôi sẽ trả nợ cho các anh ạ. Nhưng bây giờ tôi không có tiền, tôi thề với các anh tôi không có tiền. Tôi thật không ngờ là có ngày anh cũng rơi vào cái cảnh này này. Linh à, là em đây sao? Anh xin lỗi em. Anh mất nhà, mất xe, mất cả công ty rồi em ơi. Anh xin lỗi em vì ngày xưa anh đã không tin tưởng em. Bây giờ chúng nó lừa hết tiền của anh rồi em ạ. Vì anh nghĩ tôi là một cô gái ngu ngơ, chưa trải sự đời đúng không? Để tôi nói cho anh biết nhé. Trong thời gian yêu anh, tôi đã âm thầm mở công ty riêng và kinh doanh. Ờ, thế á? Thế em giúp anh chứ? Tôi không nói cho ai biết về việc tôi mở công ty riêng. Bởi vì tính cách của tôi là khi nào có thành tựu nhất định thì tôi mới công khai. Vậy mà vì chuyện đấy mà anh nghĩ rằng tôi không biết một cái gì, không giúp được gì cho tương lai của anh không? Sau khi anh bỏ tôi để đi theo cô CEO phong bạt kia, thì tôi nhận ra rằng đối với anh, tình yêu chỉ là một thứ công cụ để giúp anh phát triển sự nghiệp. Tôi đúng là may mắn khi thoát khỏi anh đấy. Chị đang không ở công ty. Em nói luôn đi. Anh quẹt sai chỗ rồi, phải dịch lên một chút nữa con. Anh quẹt đúng chỗ rồi đấy. Đưa cho em địa chỉ đi, em phục vụ tận giường cho. Đây là số điện thoại của em. Giờ em phải lên công ty giải quyết việc rồi. Anh chở em lên đấy nhá. À, hai cốc này anh thanh toán chưa? À, anh vừa quẹt thẻ rồi. Anh thanh toán rồi. Mà ở đây có thấy có máy quẹt thẻ nào đâu, làm sao mà quẹt được? À, quẹt đúng chỗ đúng người thì quán em cho quẹt hết đi ạ. Mình đi thôi. Đỉnh thật đấy. Lâu lắm rồi anh mới có được cái cảm giác sung sướng thế này. Khiếp. Anh nói cứ như là bị bỏ đói lâu ngày rồi ấy. Rõ ràng là anh có cô người yêu xinh đẹp thế còn gì. Ôi giời. Xinh thì cũng có để làm gì đâu. Mặt thì cũng xinh thật đấy. Thế nhưng mà chuyện giường chiếu chán lắm. Đâu được như em. Rõ là lắm trò. Mà này, tại sao em lại đồng ý ngủ với anh ấy? Em bán trà đào ở quán, chứ có phải là mấy cô đứng vẫy vẫy ở ngoài đường không? Bây giờ còn ai đứng ngoài đường để vẫy khách nữa hả anh? Em bán trà đào ấy, mục đích chính cũng là để tìm khách hàng tiềm năng có nhu cầu về chuyện ấy, như anh ấy. Thì ra là như thế. Bán trà đào chỉ là phụ thôi, còn công việc chính là bán đào ạ. Nhưng mà nhá, em tin thật đấy. Thế mà em cũng biết được là anh đang có nhu cầu. Thì sáng nay anh qua quán của em mua trà đào. Mặc dù là anh đi với cả bạn gái anh thật đấy, nhưng mà sắc mặt của anh trông mệt mỏi lắm, không giống như những người được chăm bẵm đầy đủ.
Em nhìn khách ấy, tinh lắm đấy. Ghê thật đấy. À đúng rồi, để anh chuyển khoản cho em. Xong, em check đi. Uầy, anh hào phóng y như vẻ ngoài đẹp trai của anh ý. Chứ còn gì nữa, em mà chiều anh thì anh còn cho em nhiều hơn được cơ. Mệt quá, đi ngủ đây. Sao em lại bước ra từ nhà người yêu chị? Chị vẫn nhớ em à? Đương nhiên rồi, chị nhớ của chị tốt mà. Với cả sáng nay chị cũng vừa mua trà đào quán em mà. À thì đấy, em đi ship thêm trà đào cho người yêu của chị. Người yêu của chị khen đào em ngon. À, khen trà đào của em ngon nên là kêu thèm quá nên em phải ship gấp chị ạ. Thèm đến mức đấy cơ? Vâng, trà đào của em là ngon nhất cái khu này đấy. Mà tính em còn sở lời nên là phi ship luôn, khách đặt nhiều lắm chị ạ. Thế em xin phép chị em đi về trước. Em nhìn cái gì đấy? Sao trà đào đâu mà anh không uống? Lại đi uống nước ngọt này. Trà đào nào cơ? Gọi trà đào để uống mà lại đi uống nước ngọt là sao? Không thấy vỏ cốc trà đào trong thùng rác. Quanh nhà cũng không có. Nghĩa là anh Phương chưa hề gọi cốc trà đào nào cả. À, nãy hình như là em thấy có bác gái nào già già ship đồ cho anh ở ngoài cửa đúng không? Bác nào? Anh có đặt cái gì đâu? Anh chắc chắn là anh không đặt gì chứ? Ừ, anh ở trong phòng cả ngày mà. Anh ngủ chứ có làm gì đâu. Mà này, tự nhiên em thèm trà đào quá. Hay là đặt mua ở cái quán sáng nay được không? Gọi ship được không nhỉ? Ở quanh đây thiếu gì quán trà đào ngon đâu. Mà em phải đặt tận ở cái quán đấy cho nó xa ra. Nhưng mà ngon. Với cả em thấy cái cô bán trà đào đấy cũng xinh xắn. Khách nam nào mà mua đồ ở đấy chắc là đều chết mê chết mệt nhỉ. Gì, cái con bé đấy á, anh thấy nó gầy nhom. Xinh cái gì mà xinh. Nó còn chẳng được một góc của người yêu anh ấy. Nhưng mà sao em biết cái quán đấy vậy? À thì có cậu nhân viên cấp dưới giới thiệu em ở gần công ty có quán trà đào ngon lắm. Em muốn thử xem thế nào. Ai ngờ ngon thật. Anh cũng thấy ngon. Anh. Ừ? Gì đấy? Ai chà chà. iPhone 15 Pro Max à? Ông này phóng tay với em phết nhở? Không phải là ông ta phóng khoáng với em, mà là do người yêu của anh phục vụ nhiệt tình quá nên là không thể trả ít được. Sao đây? Phục vụ khách hàng tốt hơn phục vụ người yêu em chứ gì. Này, anh nghĩ linh tinh cái gì đấy? Cho dù là em có phục vụ ông ta tốt đến mấy cũng không thể nằm bằng một góc của người yêu em đâu. Thôi được rồi, thế em còn định làm nghề này bán trà đào trà hình đến bao giờ nữa đây? Chứ anh không thể chứng kiến cái cảnh người yêu của mình đi phục vụ thằng khác mãi được đâu. Em biết rồi mà, nhưng mà anh cố gắng chịu thêm một thời gian nữa nhá. Đợi em gom đủ tiền em trả nợ rồi mua nhà. Đấy lúc ấy em chỉ ngủ với mỗi mình anh thôi. Thôi được rồi, anh là anh hết sức thông cảm, thông cảm hết sức. Chỉ nốt lần này thôi đấy nhá. Để mai anh lên công ty dòm ngó xem là có thêm khách hàng nào tiềm năng không, để giới thiệu tới quán trà đào trá hình của em. Nhưng Phương đấy. Anh Phương ạ. Phương đây à? Anh lên gặp chị Linh. Anh chị Linh có ở trong phòng làm việc không em? Em vừa vào đưa giấy tờ cho chị Linh ký thì không thấy chị có ở trong phòng. Anh vào đây ngồi đợi đi, để em đi sang phòng họp xem chị Linh có ở đó không ạ.
Thế thì em tìm chị Linh giúp anh nhá. Anh trong phòng đợi. Vâng ạ. Quay lại, không biết bà Linh đi đâu. Tìm cả công ty rồi không thấy. Alo, nói đi. Tối nay à? Tối nay đi bi ôm á? Ok, được, đi luôn. Chị nói thật, tôi thiếu hơi gái lâu lắm rồi. Trong người là bây giờ cứ bứt rứt, bồn chồn khó chịu lắm. Ủa, anh ta yêu bà Linh lâu rồi, mà sao lại thiếu hơi phụ nữ là sao? Chẳng nhẽ bà Linh không cho? Người yêu tôi á? Sao tự nhiên nhắc đến cô ta làm cái gì? Tôi chán lắm rồi. Lúc thì kêu là đang bị bệnh phải đặt thuốc, chả làm ăn gì được. Xong lúc lại kêu là chết công việc, không có hứng làm. Giết tụi tôi cũng chả để mà hỏi nữa. Ra là thế. À mà này, có biết chỗ nào có mối rau sạch thơm thơm thì không? Giới thiệu rồi phát. Tôi đi xả chứ làm cái gì? Thì đương nhiên là cái Linh nó làm sếp to như thế, làm sao mà tôi bỏ nó được. Sau hôm đấy, anh dụ dỗ bà Linh giới thiệu cho bà ấy một quán trà đào ngon để em có thể tiếp cận ông Phương một cách rất tự nhiên. Người yêu của em ý đúng là cao tay thật đấy. Thế thì mình sẽ lấy cái số tiền mà em kiếm được đi ăn một bữa xả láng nhá. Ok, đi. Đi. Hôm nay mình đổi địa điểm nhá. Đừng làm ở nhà anh nữa. Anh đang đứng ở trước cửa nhà em rồi đây. Ta đang khoác tay ai kìa? Kiều. Anh yêu, hôm nay anh thích ăn gì em bao. Ngày hôm nay á, em không có lịch tiếp khách nào cả. Ok. Anh yêu là sao? Anh Phương, chuyện này là thế nào? Mà hai người đang yêu nhau à? Cậu Phiêu, cậu là cấp dưới của Linh đấy. Còn cô ta là người yêu của cậu. Nhưng cô ta lại với tôi. Nhưng mà sao em biết quán đấy vậy? À thì có cậu nhân viên cấp dưới giới thiệu em ở gần công ty có quán trà đào ngon lắm. Em muốn thử xem thế nào, ai ngờ ngon thật. Anh cũng thấy ngon. À, thì ra là cậu cố tình giới thiệu chỗ người yêu cậu bán là để dụ tôi vào trong đúng không? Phải không phải, có quan trọng gì đâu anh. Quan trọng là anh đang rất ưng em còn gì nữa. Mà anh yên tâm, em chuyên nghiệp lắm, mặc dù có bạn trai đấy, nhưng mà em vẫn phục vụ khách hết mình. Bị điên à? Tôi không có ngu mà qua lại với người yêu của cấp dưới của Linh nhá. Thằng này không thiếu. Thế ý anh là sao? Là từ bây giờ trở đi, tôi sẽ không gọi cô đến nữa. Và mối quan hệ của chúng ta chấm dứt. Còn là cậu Phiêu, tốt nhất cậu đừng có bếp xếp gì với Linh. Nếu không, tôi sẽ không để cho cậu yên đâu. Và chắc chắn một điều là Linh sẽ tin tôi hơn là cái loại tép diêu như cậu đấy. Khoan đã. Từ từ.
Anh nghĩ anh buông bỏ chúng tôi dễ dàng như thế. Không biết là chị Linh sẽ tin anh hay là tin những bức ảnh này hơn nhỉ? Tại sao cậu lại có được những bức ảnh này? Ấy, lúc nào làm việc với khách ý, em chả chụp ảnh lại. Mà đặc biệt còn là người yêu của sếp người yêu em nữa thì em càng phải chụp nhiều ảnh chứ. Em này, không biết chị Linh sẽ sốc như thế nào khi nhìn những bức ảnh này. Bởi vì trong mắt của chị Linh ấy, anh ta luôn là một người đàn ông đàng hoàng tử tế, ai ngờ cũng đi ra ngoài ăn vụng. Tóm lại là hai người muốn cái gì? Đơn giản thôi, 300 triệu. Chỉ cần anh đưa cho chúng tôi 300 triệu ấy, thì những bức ảnh này sẽ tự động biến mất. Và bí mật ăn vụng của anh ấy sẽ được chôn vùi theo luôn. 300 triệu? Hai người bị điên à? Tôi không phải đại gia đâu mà có được số tiền lớn như thế. Cái đó bọn tôi không quan tâm. Anh không phải là đại gia ấy, nhưng mà người yêu anh là đại gia cơ mà. Lợi dụng đi. Nhưng mà làm sao mà tôi có thể tin được hai người? Nhỡ hai người cầm tiền xong hai người thất hứa thì sao? Anh có lựa chọn nào khác à? Bởi vì nếu anh không đưa tiền cho chúng tôi thì ngay trong ngày hôm nay chị Linh sẽ biết được hết toàn bộ sự việc. Cố gắng đi. Cố gắng nhá. Alo Linh à? Anh bảo này, ngày mai em về đúng không? Em bảo anh là em đi công tác ngày kia mới về mà. Anh hỏi gì lạ thế? Anh hỏi để anh sắp xếp, anh ra sân bay đón em ấy mà. Ừ, thế nhá. Mật khẩu thẻ cũng chính là ngày sinh nhật của cô ta. Là ngày kia mới về nhà cơ mà. Xem lại ở đây. Thế sao anh lại ở nhà tôi? Tôi tưởng lúc nói chuyện điện thoại anh đang ở nhà anh cơ mà. Anh về nhà rồi. Nhưng mà anh chợt nhớ ra là anh có để quên đồ ở nhà em. Anh quay lại lấy. Anh quên cái gì đấy? 300 triệu à? 300 triệu. Sao em lại biết được chuyện này? Từ hôm bắt gặp cô ta đứng trước cửa nhà anh là tôi đã nghi ngờ rồi. Là hôm đó sao? Em hỏi anh có mua trà đào không? Là về chuyện đó à? Ừ. Hỏi anh sao? Thì tôi mới biết trà đào chỉ là cái cớ để hai người lấy ra để lấp liếm. Chứ còn 300 triệu sao em biết được? Thì tôi đến gặp trà và cho cô ta số tiền đủ để cô ta có thể nói hết sức tất cả mọi thứ. Cô giật tiền cũng nhanh nhở? Chị là khách hàng đã từng mua trà đào quán em mà. Cô biết về tôi hơn thế mà. Mà cô cũng biết rõ về cả người yêu tôi nữa, đúng không? Chị nói cái gì thế? Em chả hiểu gì cả. Tôi và cô đã gặp nhau ở nhà người yêu tôi.
cô nói dối là cô đi fit trà đào. Giờ tôi cho cô cơ hội để nói rõ tất cả sự thật với tôi, thì số tiền này sẽ thuộc về cô. Em chả biết gì cả chị gái ạ. Mà em nói thẳng luôn nhé, cái số tiền này không thể cậy miệng với em đâu. Nhìn cô tự tin như thế, chắc hẳn người yêu tôi cũng cho cô không ít tiền đúng không? Tôi không biết anh ta hứa hẹn với cô cái gì, nhưng mà tất cả số tiền mà anh ta cho cô đều là lấy từ tôi đấy. Nên tôi nghĩ cô đủ thông minh để biết đâu là mỏ vàng mà, đúng không? Tôi cũng không cần biết rõ tường tận chuyện cô và người yêu tôi qua lại với nhau như nào. Chỉ là tôi có nhiều tiền quá, mà tôi lại muốn cho cô cơ hội kiếm tiền. Nhưng mà nếu cô không muốn thì thôi vậy. Nếu chị ta biết rồi thì mình cũng không có lý do gì để uy hiếp được ông Phương. Thôi, không lấy được 300 triệu thì lấy chỗ tiền này cũng được. Em sẽ kể tất cả. Linh, em nên giải thích đã. Anh sai, anh xin lỗi em. Chỉ vì phút đồng một nên anh mới làm như thế. Nhưng mà anh yêu em là thật lòng của Linh. Anh mà yêu tôi thật lòng thì anh đã không lừa dối tôi rồi đi ngủ với đứa con gái khác. Bây giờ anh cút ngay ra khỏi nhà tôi. Nhìn cái bản mặt của anh tôi thấy ghê tởm. Em nên giải thích. Linh ơi, Linh.